Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay trên khu vực tỉnh có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Từ chiều tối và đêm nay trên khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ trưa mai đến ngày 24 tháng 7 trên khu vực tỉnh có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi thấp và vùng núi phía tây của tỉnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng ở vùng trũng thấp. Lưu ý các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang, Xín Mẩn, Bắc Mê, Bắc Quang, Quảng Bình, Quản Bạ, Yên Minh. Bây giờ sẽ là những thông tin về thời tiết của các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay ngày mai do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Từ trưa chiều mai có nơi mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này dao động trong khoảng từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, từ trưa chiều mai có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 85%. Còn tại khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, từ trưa chiều mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 86%.